Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Bình. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của mỗi người là muôn màu muôn vị. Mọi cung bậc đắng cay hay ngọt ngào đều đáng quý như nhau. Trải qua hết những hỉ nộ ái ố của đời, ấy mới là sống có ý nghĩa. Phàm mà cuộc sống bình lặng quá, thì tự khắc sẽ sinh phiền muộn. Chính vì thế, sống trên đời nhất định phải tu dưỡng, đừng buông lỏng bản thân giống như nước chảy bèo trôi, phó mặc cho hoàn cảnh để rồi phải hối tiếc. Đứng trước bi ai, ta hành xử ra sao? Trong hạnh phúc, ta biểu hiện thế nào? Đơn giản lắm, chỉ cần bạn ghi nhớ 8 chữ nên gối đầu giường sau đây và hành theo. Khi ấy, chính là bạn đang tự tu dưỡng và tự khắc biết cách đối nhân xử thế sao cho hợp tình, hợp lý. Biến cuộc đời mình trở nên sắc màu và sáng lạn hơn rất nhiều. Đó chính là tiền đề của mọi sự thành công và hạnh phúc. Vậy đó là 8 chữ gì? Xin mời quý vị cùng lắng nghe và khắc cốt ghi tâm cho mình nhé. Làm người ở đời, được mất hơn thua là điều khó tránh khỏi. Nhưng đứng trước những bi ai, nếu không biết nhẫn thì tâm thế chỉ như một ngọn lửa trực chờ mà bùng phát, sẽ gây họa khôn lường. Chữ thứ nhất, nhẫn, là nhẫn nại, nhẫn nhịn. Nhẫn có thể dưỡng phúc. Đời người ai cũng sẽ gặp phải những sự tình không thuận lợi, không hài lòng. Khi ấy con người nhất định cần phải nhẫn. Bởi vì từ xưa đến nay, người làm được việc lớn tất phải là người có đại khí. Người có đại khí tất có đại nhẫn. Nhẫn không phải là trốn tránh, chạy trốn, mà là một loại tích lũy của năng lượng. Người có nhẫn sẽ thường không phạm phải sai lầm do nhất thời gây ra. Rất nhiều đôi vợ chồng cãi nhau vì không kiềm chế được sự nóng giận đã dẫn đến những sự sát thương hoặc những lời nói làm tổn thương nhau. Rồi dần dần cũng chính bởi lời nói ấy làm tình cảm vợ chồng sứt mẻ, dẫn đến chia lìa, con cái chính là người chịu thiệt thòi nhất. Bạn bè của nhau không kiềm chế được sự giận dữ đã đả thương người, rồi khi lâm vào cảnh tù tội mới hối tiếc phút giây đã không giữ được bình tĩnh đáng có. Nhẹ hơn thì dẫn đến bất hòa, mối tương chi lâu nay đổ vỡ. Khi tỉnh thức rồi mới thấy mất đi chi kỷ bao năm. Sân hận tất yếu sẽ dẫn đến mất lý trí, thiệt hại đến bản thân, đến người khác, oán kết chất chồng, oan trái nhiều đời sau không giải được, nghiệp báo luân hồi mãi đến kiếp sau. Nhẫn nhịn được rồi, trong nghịch cảnh cũng sẽ thấy không bi lụy, không oán mình trách người, trí huệ sáng suốt để có thể tìm được cứu cánh cho cuộc đời mình. Không nhẫn nhịn, đa phần chỉ rước họa vào thân. Có câu nói nổi tiếng rằng: thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Đạo trời không thân với ai, mà thường ở chỗ người thiện. Chữ thứ hai, thiện, lương thiện. Thiện có thể sinh ra đức. Thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một loại lựa chọn. Lương thiện là đạo đức tốt đẹp nhất của con người trên thế gian. Lương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mình mong muốn, nhưng sẽ giúp bạn luôn có nội tâm an định. Người lương thiện không phải tranh đấu ngược xuôi, sống cuộc đời khổ nhọc, tính kế hại người, ăn không ngon, ngủ không yên. Họ tự nhiên có được may mắn, có được phúc lành. Bản thân họ không vì cách nhìn của người khác mà dễ dàng thay đổi bản tính của mình. Trong đối nhân xử thế, họ luôn mỉm cười, vui vẻ. Cuộc sống của họ và những người xung quanh cũng sẽ có nhiều niềm vui. Bạn có biết tâm thái vui vẻ, sảng khoái, hoạt bát là bí quyết trường thọ của con người? Chữ thứ ba, hỷ, vui, mừng. Hỷ có thể dưỡng nhan. Nhan là nhan sắc, vẻ mặt, nét mặt. Phương pháp tốt nhất để bảo trì sự thanh xuân trẻ trung của con người chính là luôn giữ cho mình một nội tâm vui vẻ, thoải mái. Con người không phải là vì già mà dừng lại sự vui đùa, mà vì sự vui đùa mà không già. Mỉm cười là cách tốt nhất tạo nên vẻ đẹp của con người, là cách đơn giản
và nhanh nhất để kết nối mọi người lại với nhau. Tính sân hận oán hờn của con người là một nguyên nhân tai hại lớn gây ra khổ đau cho người và muôn vật. Nó nằm sẵn ở trong mỗi con người, có dịp là bùng nổ. Vậy phải làm sao để diệt được tâm sân hận này đây? Chữ thứ tư, từ, từ bi, hiền hậu. Từ có thể dưỡng tâm. Mỗi con người sinh ra đều có tâm thiện. Tâm thiện càng lớn, lòng từ bi cũng từ đó được nuôi dưỡng. Mang lòng từ bi để chia sẻ với người khác cũng sẽ giúp cho lòng thanh thản, giảm bớt thói xấu và đem lại cuộc sống hạnh phúc hơn. Cổ nhân thường có câu: tướng tùy tâm sinh, mệnh tùy tâm tạo. Ai cũng đều từ cha mẹ sinh ra, nhưng khi lớn lên, nếu là người có tâm từ bi, từ thiện, sẽ cải biến được cả dung mạo lẫn số mệnh của mình. Thật vậy, bạn có thắc mắc vì sao sau tuổi trung niên, có người lại có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt hung dữ, tràn đầy oán khí? Đó là bởi vì họ luôn từ bi, bảo trì một trái tim hòa ái đối với tất cả mọi người trên thế gian này. Con người ta được sinh ra, sống ở trên đời đã là một hạnh phúc lớn lao. Nhưng có lẽ được sống trong lòng của những người khác còn là hạnh phúc lớn lao hơn nữa. Chữ thứ năm, ái, yêu thương. Ái có thể dưỡng hành. Tình yêu thương là những rung động giữa con người với con người, là lực hấp dẫn kéo con người ta xích lại gần nhau, tọa thành khối thống nhất. Nếu cuộc sống không có yêu thương thì mối liên kết sẽ vô cùng lỏng lẻo, có thể đứt gãy bất kỳ lúc nào. Người mà trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động của người ấy cũng tràn ngập tình yêu thương. Một người mà trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. Có một bậc hiền triết cho rằng, sự khôn ngoan cao cấp đó chính là sự chân thành. Chữ thứ sáu, thành, chân thành, thành thật. Thành có thể dưỡng tính. Chân thành là nguyên tắc quan trọng nhất trong kết giao. Chúng ta ai ai cũng mong muốn được người khác đối xử chân thành với mình. Vì vậy, hãy đối xử chân thành với người khác trước, bạn sẽ nhận được điều tương tự. Một người thành thật trong sáng thì khí chất cũng là đoan trang đẹp đẽ. Ánh mắt của họ đều tỏa ra ánh sáng. Người chân thành luôn có sức mạnh tạo ra sự tin cậy quanh họ, là chỗ dựa tinh thần ấm áp của bạn bè và người thân. Sống bên những người chân thành, ta cảm thấy yên tâm, thanh thản vì không phải đề phòng hay dò xét, dè dặt, hoài nghi, sợ bị trở mặt hay gặp sự thật phũ phàng, đen tối. Sự chân thành không phải chỉ được thể hiện trong lời nói, mà nó phải được bắt rễ sâu xa từ trong một tấm lòng chân thành. Với tình cảm thực sự thì mới có sức thuyết phục người khác. Chúng ta thường nói, thiên tài chỉ là 1%, còn 99% là mồ hôi và nước mắt. Đúng vậy, để có được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, trong nghiên cứu khoa học, vân vân, con người cần có sự cố gắng, nỗ lực lao động rất nhiều. Không có sự thành công nào lại đến với chúng ta một cách dễ dàng. Vì thế, ông cha ta ngày xưa có câu: kiến tha lâu đầy tổ, để đề cao đức tính cần cù chăm chỉ của con người. Chữ thứ bảy, cần, cần mẫn, chăm chỉ. Cần có thể phát tài. Người xưa có câu: ông trời sẽ đền bù cho người cần cù, là có ý nói rằng một người siêng năng, cần cù sẽ được ông trời giúp, bù đắp cho. Có người sau khi kiếm được tiền thì gần như tiêu cũng hết, nhưng có người vẫn duy trì được khả năng tài chính của mình. Đó là vì cần có thể phát tài, kiệm có thể lưu tài. Mọi người thường chiến đấu chống lại những rào cản bên ngoài, nhưng những người vĩ đại luôn chiến đấu với cuộc chiến bên trong họ để bảo vệ những giá trị chân chính thật sự, giá trị tinh thần, và họ phải sử dụng vũ khí sắc bén nhất của mình. Đó là chữ thứ 8, khoan, khoan dung, độ lượng. Khoan dung có thể tụ khí. Một người hiểu được khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo tính toán chi ly, cũng sẽ không vì chiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết.
người luôn tính toán chi li thì nhất định sẽ sống rất mệt. Đôi khi, lùi một bước lại chính là tiến lên một bước. Lùi một bước, biển rộng trời cao. Nhưng nhịn một bước sẽ có nhiều bạn bè hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhịp sống hối hả và gấp gáp hiện nay, nhiều người muốn lao thật nhanh vì sợ thụt lùi, không bắt kịp người khác. Thế nhưng trên hành trình cuộc sống này, đôi khi chúng ta cũng phải có những chặng dừng nghỉ để nhìn lại, chiêm nghiệm, để hiểu ra điều gì mới thực sự mang lại cho ta hạnh phúc vĩnh hằng. Khi ấy, bạn sẽ nhận ra rằng có những điều ý nghĩa bạn lại cho rằng đơn giản và bỏ qua mỗi ngày. Có những điều cần từ bỏ thì bạn lại không muốn buông tay. Nhưng bạn biết không, những người thành công và hạnh phúc, họ luôn biết nên phải làm gì và nên buông bỏ điều gì. Nếu bạn cũng muốn được như họ, thì đây là 12 điều bạn cần buông tay ngay. Cụ thể đó là những điều gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp chương trình. 12 điều cần buông bỏ để cuộc sống hạnh phúc, thành công tới tấp. Điều thứ nhất, từ bỏ cái tôi. Để thành công cần có rất nhiều yếu tố, không chỉ là tự thân mà còn từ những người khác nữa. Vì vậy, đừng cho rằng mình biết rõ mọi thứ. Ý tưởng nào của mình cũng thật sáng suốt và đúng đắn. Hãy xem xét ý kiến của những người khác nữa. Rất có thể nó sẽ giúp ích cho bạn nhiều lắm. Điều thứ hai, từ bỏ suy nghĩ ngắn hạn. Người thành công thường đặt ra những mục tiêu dài hạn và họ biết những mục tiêu này chính là kết quả của thói quen ngắn hạn mà họ cần làm mỗi ngày. Bạn không nên coi những thói quen này là những việc bạn làm, mà hãy coi chúng là những gì đại diện cho bạn, là phản ánh con người bạn và có đôi khi chính là bạn. Những thói quen ngắn hạn lành mạnh này là điều bạn làm cho chính mình, chứ không phải vì để truy cầu một kết quả nào đó. Ví dụ như bạn thường có thói quen giúp đỡ người khác, bạn làm điều đó hoàn toàn vì nghĩ cho người khác mà không hề mong cầu được mọi người ghi nhận hoặc để có ai báo đáp bạn. Điều thứ ba, từ bỏ việc làm theo đám đông. Không phải lúc nào làm theo đám đông cũng là một thói quen xấu. Khi một ngành công nghiệp đang đi đúng hướng, bạn có thể làm theo để có một sự nghiệp an toàn. Tuy nhiên, nếu theo đuổi một ý tưởng mù mờ chỉ vì có nhiều người cũng đang làm, như vậy có thể khiến bạn thất bại thảm hại. Hãy dành thời gian theo đuổi lý tưởng của riêng mình. Hãy tìm ra lý tưởng kinh doanh của riêng bạn. Điều thứ tư, từ bỏ những lời bào chữa. Những người thành công biết rằng họ là những người chịu trách nhiệm chính đối với cuộc sống của họ, cho dù điểm xuất phát của họ như thế nào, điểm yếu và những thất bại đã xảy ra trong quá khứ ra sao. Việc nhận ra bạn phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra tiếp theo trong cuộc sống của bạn sẽ khiến bạn thấy cuộc sống vừa đáng sợ vừa thú vị. Bởi khi bạn làm như vậy, điều đó sẽ trở thành cách duy nhất để có thể thành công. Chính sự biện minh, bào chữa sẽ hạn chế và ngăn cản sự phát triển của mỗi người. Sở hữu cuộc sống của bạn, không ai khác có thể làm điều đó ngoài bạn. Điều thứ năm, từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. Không điều gì có thể hoàn hảo tuyệt đối. Dù chúng ta có cố gắng bao nhiêu, sợ thất bại hoặc thậm chí sợ thành công thường ngăn cản chúng ta thực hiện hành động, khiến ta không thể mang lại sáng tạo gì cho thế giới. Rất nhiều cơ hội sẽ bị mất nếu chúng ta cứ chờ đợi những điều hoàn hảo. Vì vậy, hãy tiến bước và sau đó cải thiện 1% mỗi ngày. Điều thứ 6, từ bỏ mong muốn cuộc sống công bằng. Rất nhiều thứ chúng ta gọi là không công bằng chính là kết quả của những quyết định, những sai lầm chúng ta đã thực hiện trong quá khứ. Đừng bao giờ than thở rằng ông trời không công bằng sau khi bạn thất bại vì lựa chọn hướng đi mạo hiểm. Hãy ngừng đòi hỏi sự công bằng, mà thay vào đó hãy chấp nhận thử thách và rút ra những bài học quý giá từ thất bại. Điều thứ 7, từ bỏ làm nhiều thứ cùng lúc. Những người thành công biết điều này. Đó là lý do tại sao họ chọn một công việc và sau đó quyết tâm thực hiện cho dù có bất cứ khó khăn gì. Một ý tưởng kinh doanh, một cuộc trò chuyện hay một bài tập thể dục, tất cả đều nên được thực hiện một cách trọn vẹn. Sống với hiện tại và kiên định thực hiện điều gì đó đến cùng là điều thực sự cần thiết. Điều thứ 8, từ bỏ ảo tưởng về sức mạnh bản thân. Thành công không có nghĩa là bạn phải trở nên hoàn hảo
hoặc bất cứ điều gì tương tự. Bạn nên thành thật với những sai lầm của mình và học hỏi từ những kết quả mà bạn đạt được. Đừng tự dối lòng rằng mình thành công hơn những gì bạn thực sự đạt được. Điều đó ngăn cản bạn làm những gì có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Trở thành triệu phú không có nghĩa là bạn có một ý tưởng thay đổi thế giới và thực hiện nó. Chỉ cần tiến hành những công việc nhỏ, từ từ liên tục là bạn có thể thành công và trở nên giàu có. Khi bạn đúng, hãy tiếp tục tiến lên. Khi bạn sai, hãy thay đổi hướng đi và di chuyển tiếp. Thất bại là mẹ thành công. Các cụ nhà ta đã dạy thế đúng không? Điều thứ 9, từ bỏ việc phàn nàn, than thở. Hãy ngừng phàn nàn. Có một sự thật là chẳng ai thích những người suốt ngày phàn nàn, than thở. Ngồi một chỗ kêu ca với cái này cái kia không tốt chỉ làm mất thời gian của bạn mà còn ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới nhân viên của bạn và cách bạn quản lý nhân sự. Bạn than thở thì những nhân sự của công ty bạn cũng sẽ than thở theo. Và cuối cùng, tất cả những gì bạn có trong tay chỉ là một đội quân chẳng biết làm gì ngoài đổ lỗi và phàn nàn về mọi thứ. Do vậy, hãy ngừng phàn nàn, ngừng than thở. Điều thứ 10, từ bỏ lối sống không lành mạnh. Người ta nói khi có sức khỏe, bạn có ngàn ước muốn. Khi không có sức khỏe, bạn chỉ có một ước muốn duy nhất mà thôi. Đó chính là mong sao được khỏe mạnh. Con người thường không coi trọng sức khỏe cho tới khi họ đau yếu. Có tiền, bạn có thể mua được chăn ấm, đệm êm, nhưng lại không thể mua được giấc ngủ ngon lành. Có tiền, bạn có thể mua được các loại thuốc bổ và những món ăn giàu dinh dưỡng, nhưng lại không thể mua được một cơ thể khỏe mạnh. Bởi vậy, hãy luôn yêu quý cơ thể mình, vì nó vốn dĩ là món quà mầu nhiệm mà chúng ta đã được ban tặng. Nếu bạn muốn đạt được bất kỳ điều gì trong cuộc sống, hãy bắt đầu từ việc chăm sóc cơ thể, ăn uống, sinh hoạt điều độ và có một đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú. Kỳ thực, tâm trạng và tinh thần sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe cũng như trạng thái cơ thể bạn. Điều thứ 11, từ bỏ những con người xấu. Những người mà chúng ta dành nhiều thời gian bên cạnh nhất sẽ tạo nên con người của chúng ta. Bên cạnh bạn luôn có những người ít thành công và có những người đã thành công hơn. Nếu bạn dành thời gian với những người ở phía sau bạn, mức trung bình của bạn sẽ bị giảm xuống. Có nghĩa là sự thành công của bạn sẽ giảm xuống. Nhưng nếu bạn dành thời gian với những người thành công hơn bạn, bạn sẽ học được cách tiến đến thành công nhanh hơn. Hãy nhìn xung quanh bạn và hãy xem bạn có cần điều chỉnh điều gì không. Điều cuối cùng, từ bỏ sự lệ thuộc của bạn vào mạng xã hội. Có những điều bạn làm theo thói quen mà không nhận ra rằng nó thật sự không mang lại giá trị hữu ích cho bạn. Đôi mắt bạn lướt qua nhiều thứ, nhưng những gì đọng lại trong bạn chẳng được bao nhiêu. Vì vậy, hãy suy nghĩ về cuộc đời mình một cách thật nghiêm túc và hãy buông xuống những gì cần buông bỏ. Hãy trân trọng cuộc sống bạn được trao tặng và sống xứng đáng với nó. Khi những năm tháng này qua đi, tất cả những gì bạn đang làm sẽ được lưu lại, hoặc là nuối tiếc, hoặc là hài lòng. Bởi vậy, lựa chọn điều gì hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Quý vị thân mến, thành công và hạnh phúc là thứ con người ta luôn mong ước và hướng đến, nhưng có được những điều này không đơn giản. Nhớ được 8 chữ và buông bỏ 12 điều trên đòi hỏi bạn không chỉ hiểu mà phải hành theo được mới mong có hạnh phúc và thành đạt. Vì vậy, mỗi ngày rèn luyện bản thân một chút, tu dưỡng tâm tính thật tốt, bạn sẽ rút ngắn được con đường đến thành công và hạnh phúc. Chúc các bạn may mắn!